Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 237. Nhưng Đức đọc một công đoạn về cái hạnh đại hiếu ở thế gian. Tất cả những người làm con chúng ta báo hiếu cho cha mẹ rốt ráo và giống như lời Phật dạy, thì cái văn tự này quý vị nghe rất rõ ràng và rất hay. Như văn tự này những đứa cũng đọc rất nhiều lần để cho tất cả những người làm con báo hiếu cho cha mẹ như thế nào là trí tuệ. Đại sư Liên Trì dạy: giúp cha mẹ giải thoát sinh tử mới tròn bổn phận đạo làm con. Hạnh hiếu lớn nhất ở thế gian không gì hơn khuyên cha mẹ niệm Phật, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Giả sử chúng ta cúng dường cha mẹ rất nhiều vàng ngọc châu báu, xây nhà cao đẹp lộng lẫy cho cha mẹ ở, nhưng lúc già chết đến, cha mẹ không thể mang theo được. Trong cuộc sống dẫu nhiều năm được gần gũi bên cha mẹ, ăn cần thăm hỏi với tâm mến thương, tất cả đều chỉ là hư giả tạm thời. Chỉ có khuyên cha mẹ thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mới tròn đạo hiếu thảo. Đây mới thực sự mờ đón cha mẹ đến chỗ hoàn toàn lợi ích. Khuyên khắp thiên hạ những người con có tâm hiếu thảo, cố gắng phụng dưỡng và báo đáp công ơn cha mẹ với tâm hiếu thảo này. Đoạn văn này quá hay, nhắc nhở tất cả những người con báo hiếu cho cha mẹ như thế nào. Là đúng đắn nhất, phù hợp nhất và trí tuệ nhất. Chúng ta lo cho cha mẹ về chén cơm manh áo, về tâm tư bình an. Nếu kèm thêm giúp cho cha mẹ niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa và phát tâm ăn chay, biết phóng sanh, hỗ trợ hết lòng về việc này, thì người con này là hành đại hiếu ở thế gian. Phải nhớ. Còn nếu như người con này chỉ có lo cho cha mẹ cơm ăn áo bận, các nhà cao đẹp cho cha mẹ ở thôi, thì người con này báo hiếu này quá bình thường. Vì khi cha mẹ mình một hơi thở thở ra không hít vào, thì cha mẹ đọa tam đồ ác đạo, vì cha mẹ hưởng thụ mà không biết tu hành,
không biết ăn chay, không biết niệm Phật, không biết phóng sanh, nên cha mẹ sẽ đọa tam đồ ác đạo. Nên chúng ta lo cho xác thân cha mẹ và nên bổ túc thêm cái linh thức cho cha mẹ sáng suốt, có một phương pháp tu để hướng đến chỗ giải thoát. Đây mới là người con hành hạnh đại hiếu. Và nhớ, nên công đoạn này chư tổ sư nêu lên rằng là làm được cái việc này mới là việc rốt ráo, mà tất cả những người con nghe được pháp môn Tịnh Độ chân thật mà làm, dùng đa dạng phương tiện để giúp cho cha mẹ. Có khi cha mẹ không chịu niệm Phật, chúng ta khuyên cha mẹ niệm Phật, chúng ta cúng dường tiền cho cha mẹ luôn. Có nghĩa là dùng hết tâm hết ý mình để mong giúp cho cha mẹ gieo được nhân duyên niệm Phật này. Phải nhớ. Nên câu này tổ sư Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài nói rằng là giúp cho cha mẹ giải thoát sinh tử mới tròn bổn phận đạo làm con. Nên nhiều người tu hành mà mình tu một cái phương pháp tu mà cha mẹ không có tu chung được, và khi cuối cuộc đời mình cũng không có giúp đỡ cho cha mẹ được, cái việc này thiệt là đáng tiếc. Những đức đọc lịch sử, có một vị này, ngài tu thiền, tiếng tâm rất là lớn, nhưng khi ngài rước mẹ về ngôi chùa và xây cho mẹ một cái cốc riêng cho mẹ ở, thì ngài lại dạy mẹ ngài niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì sao? Ngài biết rằng cái phương pháp tu của ngài chỉ dạy mẹ, mẹ tu không được, nên ngài khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mỗi ngày đến khuyên mẹ niệm Phật 7 năm chờ. Ban đầu thì người mẹ cũng thấy hơi buồn vì con mình cứ khuyên niệm Phật mãi, đến thăm mình một chút rồi đi về. Trong lòng người mẹ cũng hơi trách đứa con xuất gia này. Nhưng mà ngài cứ kiên nhẫn phiên mẹ niệm Phật. Từ từ người mẹ tiếp nhận niệm Phật, và niệm Phật từ từ rồi người mẹ không còn nhớ đứa con nữa. Người mẹ này tự nhiên phát lên giác ngộ và nói rằng công nhận niệm Phật hay như vậy, niệm Phật vui như vậy, niệm Phật bình an như vậy, vì sao ta không niệm Phật? Từ đó về sau bà rất siêng năng niệm Phật. Nên cái công đức niệm Phật này bất khả tư nghị. Một con người nặng nề tâm trí, buồn phiền, giận hờn, vu vơ, tính tình hẹp hòi ích kỷ, hạ thủ công phu từ ngay câu Phật hiệu này, chân thật mà niệm, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích lớn, cực kỳ là lớn. Nên chư tổ sư mới nói câu rằng người mà niệm một câu Phật hiệu này chân thật thì chính họ sẽ hiểu được sự lợi ích khi niệm Phật, giống như uống nước nóng lạnh, tự người này sẽ hiểu. Nên chúng ta phải kiên nhẫn niệm câu Phật hiệu này, dù là cảnh ngộ mà những đức thường nói câu là long chờ lỡ đất đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chân thật nắm chắc câu Phật hiệu để niệm cho tới cùng, gọi là nương một bổ nguyện Di Đà để cầu sanh cực lạc. Còn cuộc sống ở cõi đời này, dù quý vị có bất an lo sợ, buồn phiền, tâm tính hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn, có khi mình không muốn như vậy mà nói như vậy, chỉ cần chân thật câu Phật hiệu này quý vị siêng năng mà niệm, niệm giết rồi nó bứt tận gốc hết. Nên mỗi một người làm con chúng ta chân thật niệm câu Phật hiệu này thì sẽ có cơ hội để phiên cha mẹ, để giúp cho cha mẹ của mình được giải thoát, thì mới tròn bổn phận đạo làm con. Hết lòng làm thôi, chân thật làm hết mình thôi quý vị.
đã làm hết mình rồi mà cha mẹ vẫn là không tiếp nhận, như vậy thì chúng ta cũng tùy duyên trọn vẹn rồi, làm hết lòng rồi mà. Nhưng mà chính bản thân mình đời này phải sanh về thế giới cực lạc, vì mình sanh về thế giới cực lạc là mình mới có khả năng cứu thân bằng quyến thuộc của mình. Phải nhớ, hạnh hiếu lớn nhất ở thế gian không gì hơn khuyên cha mẹ niệm Phật, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Việc này là việc lớn nhất. Nên những đức từng nói, có những người có cha có mẹ già, đem cha mẹ vào trong chùa để phụng dưỡng, đây là tăng thượng duyên thù thắng nhất cho cha mẹ của mình. Vì cha mẹ tuổi già, thời gian không còn bao lâu, nên chúng ta phụng dưỡng cha mẹ trong chùa để nhờ cái đại chúng trong chùa nhiếp thọ cha mẹ. Có khi bản thân của mình cá nhân không phiên được, nhưng mà nhờ quý thầy đại chúng khuyên cha mẹ, có khi cha mẹ nghe. Phụng dưỡng cho cha mẹ hết lòng, cha mẹ trăm tuổi già trong ngôi tam bảo, mọi người hộ niệm giúp đỡ cho cha mẹ, hỗ trợ cha mẹ rất là lớn. Việc này là việc vô cùng quan trọng mà tất cả người con phải làm. Mình đừng bao giờ có cái tâm đưa cha mẹ vào trong chùa để mình gánh tay gánh chân. Nếu quý vị có tâm này thì đây là tội đại bất hiếu. Phải nhớ, chính bản thân mình phải sắp xếp thời gian làm sao, vì mình bàn với người thân mình rằng cha mẹ già rồi, không còn sống bao lâu nữa. Mình bỏ ra thời gian để phụng dưỡng cha mẹ tuổi già ở trong ngôi tam bảo, để mỗi ngày đưa cha mẹ lên chánh điện để niệm Phật. Khi cuối cuộc đời nhờ đại chúng hộ niệm giúp đỡ cho cha mẹ của mình. Việc này những đức rất là muốn tạo điều kiện cho tất cả những người con. Nhưng mà trong thời điểm này thì quý vị chân thật ở nhà giúp đỡ cho cha mẹ, vì thời điểm này là thời điểm rất khó khăn. Chứ lúc bình thường thì những sự việc này những đức đều giúp đỡ và nhận cả gia đình đưa cha mẹ vào chùa để mà phụng dưỡng, lo lắng mỗi ngày đưa cha mẹ lên chánh điện niệm Phật. Còn nếu như thời điểm này mình không đi đến đây được, mình cũng chân thật mỗi ngày niệm Phật cùng với cha mẹ của mình, có thời gian rảnh đều mỗi ngày niệm Phật cùng với cha mẹ, vì việc này là việc vô cùng quan trọng quý vị phải nhớ. Giả sử chúng ta cúng dường cha mẹ rất nhiều vàng ngọc châu báu, xây nhà cao đẹp lộng lẫy cho cha mẹ ở, nhưng lúc già chết đến cha mẹ không thể mang theo được. Trong cuộc sống dẫu nhiều năm được gần gũi bên cha mẹ, ăn cần thăm hỏi với tâm mến thương, tất cả đều chỉ là hư giả tạm thời. Tất cả những việc mà công đoạn này vừa đọc lên là hư giả tạm thờ, vì mình không có tạo một cái phương tiện nhân duyên để nương một bổ nguyện niệm Phật để cho cha mẹ phát nguyện cầu sanh cực lạc. Mà cái việc này là cái việc hiếu thế gian, mà khi thọ mạng đến cha mẹ cũng phải chịu cảnh đọa lạc trầm luân. Cái hiếu này chưa có rốt ráo, phải kèm vào khuyên cha mẹ niệm Phật, và chính mình phải niệm Phật mới khuyên cha mẹ niệm Phật được, thì mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Tất cả người làm con phải nhớ, phải nhớ câu đoạn này đó nghe quý vị. Nên cha mẹ già mình được phụng dưỡng mà được khuyên cha mẹ niệm Phật nữa, thiệt trong lòng mình mừng. Nên tất cả những người làm con mà khi cha mẹ trăm tuổi già mà mình hộ niệm cho cha mẹ rồi, thiệt tình mà nói mình mừng giùm cho họ quá khi họ đã làm được việc này. Còn nếu như mình không đủ duyên thì mình phát tâm như đại chúng trong chùa, tất cả các cô các chú nhiệt tình thương yêu các cụ già, khi cuối cuộc đời hộ niệm cho các cụ già, đây cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình này quý vị. Còn tất cả những cái đứa con này nó đang lo lắng cho mình, nó cũng là con nhiều đời nhiều kiếp của mình đó quý vị à. Không có duyên không gặp nhau ở cõi đời này, mà có duyên, có thượng duyên, có nghịch duyên. Có khi mình sanh con mình nhưng mà nó lại trở ngại là nghịch duyên. Có khi mình không sanh đứa con này
mà ngược lại nó lại giúp mình, đó là thuận duyên. Nhưng mà lạ thay nghịch duyên thì mình lại núm níu. Đây là cái góc độ mình phải nhìn nhận. Còn thuận duyên mà có khi mình không chú ý thương yêu à. Nên tất cả những người tu chúng ta phải nhận thức chỗ này, biết cái việc báo hiếu như thế nào là rốt ráo. Báo hiếu rốt ráo chỉ có khuyên cha mẹ thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mới tròn đạo hiếu thảo. Đây mới thực sự mờ đón cha mẹ đến chỗ hoàn toàn lợi ích. Dù mình cắt nhà cao cửa đẹp cỡ nào, phụng dưỡng cỡ nào đi chăng nữa, đây là báo hiếu. Nhất thờ một hơi thở thở ra cha mẹ không hít vào thì cha mẹ phải đọa lạc chậm lưng. Còn cái chỗ khuyên cha mẹ niệm Phật hoặc khuyên cha mẹ cầu sanh cực lạc, đây mới là mờ đón cha mẹ đến chỗ vĩnh cửu, không bao giờ bị hoại, không bao giờ cha mẹ còn phải chịu cảnh đọa lạc chậm lưng. Chỗ này là tuyệt vời nhất, quý vị phải nhớ. Nên mới nói rằng là đến thế giới cực lạc mới là lợi ích xác thực. Nguyện khắp thiên hạ những người con có tâm hiếu thảo cố gắng phụng dưỡng và báo đáp công ơn cha mẹ với tâm hiếu này. Chư tổ sư khuyên tất cả người con ở khắp thiên hạ nên báo hiếu cho cha mẹ bằng cái tâm mà ngài phiên này, báo hiếu phụng dưỡng về thân, giúp cho cha mẹ linh thức sáng suốt, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ mà ngài khuyên báo hiếu bằng cách này, thù thắng nhất, tuyệt vời nhất. Chúc mừng tất cả những người con mà giúp cho cha mẹ, phụng dưỡng cho cha mẹ và khuyên cha mẹ niệm Phật, đến khi cuối cuộc đời hộ niệm cho cha mẹ nhiệt tình hết lòng để đưa tiễn cha mẹ về thế giới cực lạc, cảm thấy chúng ta thở một cái khì, trong lòng mình vô cùng là mãn nguyện. Nên tất cả những người phục vụ đại chúng trong chùa, khi cha mẹ tuổi già, nếu như cha mẹ chịu vô chùa, mình sẽ đưa cha mẹ vào đây để phụng dưỡng cha mẹ, vì họ là người phục vụ đại chúng, phục vụ tất cả các cụ trong ngôi Tam Bảo rất nhiệt tình, thì mình tạo điều kiện cho họ phụng dưỡng cha mẹ của họ hết lòng hết dạ. Phải nhớ đây là cái trách nhiệm bổn phận làm con thiệt là đặc biệt. Những đức nhìn thấy tất cả các cháu nhỏ đi vô trong chùa, trong dịp này mấy tháng hè, quá quan trọng. Không xài tiền bạc phí phạm của cha mẹ, không làm phiền cha mẹ, mà các cháu còn mỗi ngày tu được 3 thờ và 1 thờ làm công quả. Còn khi tu xong có khi xuống nhà bếp phụ các cô công việc này việc kia. Đúng là các cháu này những đức nói có thiện căn dạy, các con phải biết nắm cái thiện duyên này mà tu phước tu duyên cho thật là đặc biệt thù thắng. Trong cái lúc này nhiều kiếp nạn, người thân chúng ta, người nào mà được nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo mà ngay cái nơi niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa, chúng ta nên động viên họ. Vì sao? Nếu như mình thương họ nhất thờ mà mình không giúp cái huệ mạng của họ thì đây đâu phải là trí tuệ thương. Còn mình thương họ mà mình tạo điều kiện cho họ được bổ túc, được cái linh thức của họ, để khi mà có cái cộng nghiệp ở thế gian này, họ biết chọn nơi họ đến, đây mới là chỗ thật sự giúp thăng bằng quyến thuộc. Nên tất cả các cháu thì nó nhỏ nhưng mà nó được cái duyên trong ngôi Tam Bảo, mỗi ngày nó vui vẻ nó niệm Phật, mà khi nó vui vẻ rồi nó ở trong chùa được, quý vị. Đây mới là cái góc độ sâu. Có những tình thương nhất thờ thích ở bên nhau thôi, nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào, chúng ta có ở bên nhau được không quý vị? Có khi tái sanh thì chúng ta có khi chui vào bụng heo, bụng chó, bụng bò, trở thành súc sanh ngu si, hoặc săn hẳn thì đọa trong địa ngục, tham lam thì đọa vào loài súc sanh, đọa vào ngạ quỷ, khổ vô cùng như vậy.
Nên đối với thân bằng quyến thuộc, mình thương họ là bổ túc cho họ nghe được Phật Pháp. Nên tất cả các cháu nhỏ thiện duyên vô cùng là vậy. Mỗi ngày niệm Phật vui vẻ vô cùng. Hôm qua buổi chiều, Như Đức ngồi nhìn các cháu. Nó chơi đùa vui vẻ. Mình ngồi mình nhìn mình nói rằng đây là cái khả năng miễn dịch cao độ. Vì sao? Vì cái tâm con người an lạc, vui vẻ, bình an, không sợ sệt gì hết. Thì quý vị công nhận rằng cái tâm này, dù quý vị có bệnh đi chăng nữa, nó cũng quá giải mau hết bệnh. Còn một cái tâm lo âu, sợ hãi, bất an, dù con người này không có bệnh đi chăng nữa, cũng ăn không ngon, ngủ không yên, thì cuối cùng cũng thành bệnh. Nên người xưa mới nói câu là cái tâm an lạc, cái tâm vui vẻ, cái tâm tha thứ, cái tâm khoan dung, thì người này có bệnh nặng đi chăng nữa cũng vậy chị. Nhưng nếu quay ngược lại thì người này mang bệnh nhẹ đi chăng nữa cũng khó chị. Nên người xưa người ta biết một cách sống nhân sinh, một cách sống lành mạnh, đó là gì? Rèn luyện nội tâm. Nhưng quý vị coi tất cả con cháu quý vị vui đùa vô cùng hồn nhiên như vậy. Có những con người lớn người ta cũng vui đùa vô cùng hồn nhiên như vậy. Là nhờ từ đâu? Nhờ cái công đức niệm Phật làm gốc mới được như vậy. Nếu không có cái công đức niệm Phật làm sao được như vậy hả quý vị? Làm sao được vui đùa, làm sao được tự tại như vậy? Nhìn đi. Nên tất cả những người chúng ta ngoài xã hội, chúng ta nghe được Phật Pháp, chúng ta phải sống những ngày tháng an tâm. Phải nhớ cái câu niệm Phật cả đời được vui vẻ, vui vẻ cả đời để vãng sanh. Nên tất cả những người tu đạo, chúng ta chỉ cần đừng có tâm chỉ trích, đừng có tâm hờn, giận và ghét ai. Chúng ta nên mang tâm thương yêu quý vị à. Càng nhìn nhận họ mình càng thương yêu họ. Dù họ hư cỡ nào mình cũng càng thương yêu. Vì sao? Vì họ hư hỏng quá, họ tương lai sẽ đọa tam đồ, quý vị còn ghét họ làm chi? Nếu như chúng ta ghét họ thì cái tâm đó của chúng ta đang cấm vào tam đồ ác đạo. Vì mình ghét một người đang đọa tam đồ ác đạo. Còn nếu như mình mang một cái tâm thương yêu tha thứ cho một con người đọa tam đồ ác đạo, như vậy thì chúng ta cũng sẽ hóa giải được cái nghiệp tam đồ ác đạo. Giống như một con người này, người ta bị tội gì, người ta bị hành hạ, bị đánh đập hoặc bị xử bắn, mình chỉ cần có một cái tâm tội nghiệp họ, thấy tội nghiệp, thấy thương yêu, niệm một câu Phật hiệu cho họ, thì cái tâm này quý vị sẽ hóa giải kiếp nạn. Còn nếu như quý vị còn nói thêm một câu đáng đời, chỉ cần một câu như vậy thôi, thì quý vị cộng nghiệp với con người bị hành hạ khổ đau và đọa lạc này. Nên người tu chúng ta phải nhận thức chỗ này nha quý vị. Không nhận thức chỗ này quý vị sẽ hoàn toàn bị thất bại. Phải nhớ. Nên người tu phải vô cùng khéo tu. Nhất là trong ngôi Tam Bảo mình mỗi ngày như Đức nhắc nhở. Nên những cái khâu mà làm trong bếp đồ nóng nảy phải cẩn thận. Khi làm việc chung có khi chị em cũng xích mích bực bội, nói những lời hỗn ẩu, tức tối. Nhưng quý vị phải nhớ, tự quý vị phải khéo tu. Mình nhẫn được thì tim gan phèo phổi của mình khỏe. Còn nếu như mình không nhẫn được thì tim gan phèo phổi mình sẽ bị hư. Vì cái tâm nóng tính đó, nó làm cho tim gan phèo phổi mình bị hư. Và mình thấy một con người làm việc chung với mình mà họ săn hẳn, họ tức tối, họ câu có, khó chịu vô cùng, dù họ làm rất cực. Nhưng quý vị biết rằng quý vị phải mang tâm tội nghiệp họ và thương yêu họ, chứ đừng nên giận họ. Vì họ đã quá khổ rồi, mình giận họ làm chi? Còn mình mang tâm tha thứ thì mình vô cùng tự tại, đây mới là tuyệt vời. Phải nhớ. Nên tất cả các cháu nó hồn nhiên, nó vui vẻ. Những đứa cứ nhắc hoài, các con vui được như vậy là từ đâu? Cái gốc nào? Niệm Phật. Và cái tâm hiếu mà sanh ra niềm vui này. Nên một người con dù nghèo vô cùng nhưng báo hiếu cho cha mẹ, phụng dưỡng cho cha mẹ, hết lòng nhiệt tình, dù còn một miếng của cải nhỏ cũng bác để nuôi cha nuôi mẹ. Nhưng mà người con này dù có nghèo đi chăng nữa họ cũng vui vẻ an lạc. Còn một người con mà không phụng dưỡng được cha mẹ, chúng ta liệt kê vào nói rằng có hoàn cảnh gì,
thì người con này cả đời cũng bất an, dù là giàu cũng không có niềm vui. Nên những đức hướng dẫn tất cả các cháu, các con gặp được Phật pháp, gặp ngay với môn niệm Phật này, dù ở đây hay sau này về nhà, các con cũng phải chân thật niệm Phật. Vì những đức bảo đảm 100% là pháp môn tịnh độ này rất đặc biệt thù thắng, nên các con mới có được niềm vui chơi như vậy. Các con không có một chút lo âu gì hết. Chứ nếu như ở nhà trong thời điểm này bị cách ly, các con bị bó buộc, làm sao có được cái cơ hội tu phước tu duyên như vậy? Làm sao có cơ hội niềm vui như vậy đến với các con? Nhìn đi, có những cô 30 mấy tuổi, có con cái lớn 40 tuổi, vậy mà được vui vẻ trong ngôi Tam Bảo những khoảnh khắc này. Có khi ở đời nha, gia đình giàu, nhưng mà mình có khi còn chưa có được những khoảnh khắc hồn nhiên tự nhiên trở lại cái tuổi thơ này cho mình. Mà bây giờ mình lại có. Tại sao mình không nhìn nhận chỗ này để mình tạo ra một cái hoàn cảnh sống đặc biệt? Dù sau này mình ở nhà mình cũng có những giây phút vô cùng sống tuyệt vời như vậy. Cuộc đời con người cứ mãi mê, cứ nghĩ cái chuyện giàu nghèo, danh lợi, mà bỏ quên đi cái niềm vui cực kỳ quan trọng trong cái cuộc đời này. Đó là pháp vị niệm Phật cho chúng ta một cái cuộc sống biết đủ thì thường vui. Nên tất cả các cháu nghe được chỗ này phải nhớ. Những cái mẫu hình người ta nhìn như vậy, có khi người ta cũng thấy rằng, công nhận thiệt, cái tâm an cho mình một cái khả năng miễn dịch cao độ. Nhớ, tâm an là vui vẻ, biết ơn là tâm có khả năng miễn dịch rất cao độ. Hàng Phật tử khắp nơi nơi phải nắm bắt câu Phật hiệu, thường nương vào bổ nguyện, tin nhân quả, rèn luyện mình mỗi ngày an tâm niệm Phật, vui vẻ niệm Phật. Dù con có cộng nghiệp kiếp nạn gì, con chỉ có một cái tâm ý, đó là niệm câu Phật hiệu này phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nhớ nha quý vị, mình có con đường đi về, mà về tới giới cực lạc còn tuyệt vời gấp ngàn 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 vạn lần. Ở cõi này, chúng ta ở thế gian này có giàu cỡ nào, phú quý cỡ nào, niềm vui cỡ nào, thì so với thế giới cực lạc, niềm vui ở thế gian này một, còn ở thế giới cực lạc thì vạn 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 lần. Nên chúng ta phát nguyện sanh về cực lạc, chúng ta không có gì sợ hãi. Vì sao? Về một quốc độ quá tuyệt vời. Còn ở cõi này, dù quý vị có giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, nhưng mà nó vô cùng ngắn ngủi. Nên mình nên giúp cho thân bằng quyến thuộc, bạn đời của mình biết tu hành cầu sanh cực lạc. Đây mới là tình yêu thương thật sự và có trí tuệ. Phải nhớ. Nên chúng ta mỗi một người nên chân thật đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu rộng ra, để cho tất cả thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, ai cũng được tiếp nhận pháp môn tịnh độ, được lợi ích lớn như vậy. Nên tất cả các cháu nhỏ đến chùa nhà Đức thương yêu vô cùng. Thật sự là mình thương yêu. Có khi các cháu vui đùa mà nhà Đức ngồi, nhà Đức nhìn, nhà Đức cứ cười mỉm mỉm, cảm thấy các cháu vui mình cũng vui. Mà các cháu thấy mình ngồi coi các cháu vui đùa vậy, các cháu nó thích vô cùng. Nên con người phải có một cái tâm niệm niệm về người như vậy, thì làm sao mà kết nghiệp được. Không chi là tất cả anh chị em có nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo như vậy, mà chúng ta nên oán hận buồn giận nhau làm chi. Nên tất cả chúng ta sống ở cõi đời này nên quá giải nghiệp quan gia. Phải nhớ, phải quá giải nghiệp quan gia quý vị, thì nhất định là phước báo nhân duyên sẽ phát triển, và con người mình sống những ngày tháng an vui và tự tại vô cùng. Đây mới là tâm hiếu thảo thật sự mà mỗi một con người chúng ta nên làm. Phải nhớ, trong kinh giáo Phật nói tất cả người nam là cha mình, tất cả người nữ là mẹ mình. Nên chúng ta không có nên có tâm oán hận ai cả, mà đều có tâm thương yêu và giúp đỡ. Niệm niệm đều có tâm thương yêu và giúp đỡ. Bất cứ một hành động gì, nếu có tâm thương yêu và giúp đỡ đều là thiện. Nên những đức rất là trân quý cái nhân duyên này, đều dùng đa dạng phương tiện để cho người ở trong chùa mình cảm thấy gặp Phật pháp là quý giá vô cùng, xác thực vô cùng. Mà họ phát tâm cả đời ở trong chùa tu hành để lo lắng cho các cụ già, sống cuộc đời có ý nghĩa.
nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng ai niệm Phật cũng luôn luôn được an tâm, an lạc, mở rộng tâm lượng, sống một đời thiệt là an lạc vui vẻ. Khi thọ mạng đến, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.